Đây mẹ ơi, được rồi. Muốn mẹ làm sao nhỉ? Ông bà ơi, đừng muốn tàu được đẹp rồi. Cô cháu mới đi chụp ảnh nha. Tôi làm mà. Sao đi đâu đây? Tầng 2. Cây á. Cánh bay gì ha? Kẹo đây bố ạ nhá. Ngó mà quay hướng. Đâu đi lên. Mà tao cho sao cái nào? Má cái chân cái chùa này rộng nhỉ? Bao quanh rộng. Nhìn cho bố mẹ cái nào? Nhưng mà chúng mày phải giải chứ, mẹ không chịu giải cái gì. Eo cho thằng có lớn rồi, thích nó lên cho, tí lại xuống. Gọn lên đi. Như chồng chồng rộng rồi đi làm đi đâu về cái nhà kia mẹ đẹp thật. Ô, cũng lên đến đây rồi à? Con cái gì dưới nhỉ? Con mũ bố vẫn ở dưới đúng không? Kệ nên tí để xuống lấy. Em bơi không? Đồ gất tất ngoài kia. Khôn á. Em bơi nhá. Tranh thủ hai bà cháu tao một kiểu nào. Bà mới gái yêu kiểu nào. Đẹp quá. Nhìn yêu nhìn đi. Gái yêu nhìn đi. Gái yêu nhìn đây. Bà ngồi thẳng lên thẳng người. Cái này đi chả. Ông sao đây, sao đây, ông sao đây một kiểu. Nào ông ngồi hai ông bà với cháu là. Con giơ tay đi, con giơ tay đi, con giơ tay đi. Không, không giơ thế, con chỉ giơ thế này thôi. Giơ đi, con giơ tay đi. Nhìn mẹ em kìa.
Thấy chưa? Tạo kiểu nào, tạo kiểu nào. Đi đi đi. Tạo dáng đi. Tạo dáng đi. Tạo dáng để chụp. Tạo dáng này chụp nào, chụp kiểu đấy xấu. Chụp rất là xinh. Cười thôi, cười thôi. Bà chả sao phát rồi chẳng thấy ai nhìn ngó gì. À cái gì? Em bên đây là đang quay mà. Cứ ghi đầu đề tiêu đề thì cũng sau